Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của mấy cái anh Suebi, các cái bộ các chiến binh người Đức. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đang tiến công và có thể nói là kiểm soát được cái vùng lãnh thổ. Bây giờ mình đã thống nhất được, ở tập trước là mình đã dùng cái giải pháp ngoại giao để thống nhất tất cả các bộ tộc Đức đây với hai cái vùng này. Và bây giờ thì nhiệm vụ của mình là sẽ kích động các cái vùng này vốn thuộc đất của người Đức nổi loạn lên để chiếm. Mình chưa muốn dùng giải pháp quân sự, mình đang dùng một cái giải pháp mang chất gọi là diễn biến hòa bình. Chúng ta không chiến tranh nhưng mà kích động bạo loạn, dùng cướp bóc, kích động bạo loạn lên đã. Như vậy để gây bất ổn đất nước của nó. Và khi mà chúng nó bất ổn thì chúng ta sẽ dùng giải pháp, chúng ta sẽ tiêu diệt nó sau. Đấy, các cái vùng lãnh thổ của nó bây giờ trị an rất thấp như này. Nó sẽ mất thời gian để trị an, chúng ta sẽ cứ an tâm mà hưởng thụ đã. Bây giờ thì này, các vùng đất của nó đều bị nổi loạn rồi. Này nó là liên minh phòng thủ của mình đấy nhưng mà này có hai cái vùng xa nhau thế nhỉ. Thế nhiên này mò đây chiếm được cái tỉnh dưới này kìa. Của báo nhỉ. Mất thủ đô xuống tận đây ở. À tôi tốt rồi, thằng này nó cũng đồng minh với mình hai kẻ thù kia rồi. Mấy thằng này mãi vẫn chưa giải quyết được cái chiến trường ở đây à? Mấy thằng châu Phi nhỉ? Hoặc là kệ. Thôi qua lượt đã. Xem tình hình tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào. Cái khu vực phía bên kia eo biển phía thuộc châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ ấy thì nó thuộc của thằng Ai Cập rồi. Thằng Ai Cập bây giờ nó kiểm soát vào cái khu vực Trung Đông, mình thấy có vẻ khá bất ổn. Tấn công sang bên đấy bây giờ là rất loạn. Ô, mình toàn chọn nhầm sự kiện thôi, lại bị trừ 10 điểm ngoại giao rồi. À, điểm trung thành rồi. Được cái tiền chúng ta không thiếu, 0% luôn. Dùng tiền để mua lòng trung thành nó là một cái cách rất đơn giản. Vẫn hai vùng này và vùng Hessia này. Sao chúng ta lại được hỗ trợ ở ít vùng như vậy nhỉ? Mana Germania có nổi loạn rồi mà nhỉ? Chưa nhìn thấy ở đâu nhỉ? Cho nổi loạn đây à? Hai thằng này sắp đánh nhau rồi, đứng giáp mặt nhau này. Ôi chết, mình phải truy sát vào chứ. Rút nó ra, cho nó tấn công vào đây. Nó không tấn công thì làm thế nào nhỉ? Nó chạy ra tận góc này. Kinh thật. Chị An thì tụt ầm ầm. Còn một cái đội quân ở đây mà
chạy lồng ngồng mệt quá. Cuộc chiến toàn diện sang sang đất của thằng Shigo. Thập tướng nhà vua của chúng ta quân đoàn cấp 8 rồi mà. Mạnh kinh khủng. Được cậu tinh thần chiến đấu à? Nó chạy đi đâu? Nó chưa có gan tấn công. Kinh tế của mình khá mạnh à? Unlock được thêm một công trình nữa. Chả biết xây cái gì bây giờ ở đây nhỉ? Xây một công trình thiên về tấn công đi. Đây này. À, vùng này mình xây cái nhà xe bắn đá à? Đúng rồi, xe bắn đá có thể xây ở cái vùng làng nhỏ này được mà. Xe bắn đá đâu có bắt phải xây ở thủ phủ đâu. Đang có nổi loạn ở đâu ấy. Chiến tranh loạn lạc quá. Thêm một thanh niên nữa được sinh ra. Shigo. Kệ cho thằng Shigo nó giải quyết khu vực đấy. Vùng đất này của nó còn đang bị loạn xạ do bị cướp bóc này. Rút quân đoàn ở trên này về để xuống dưới à? Nó rút quân đoàn trên này xuống rồi. Cướp tiếp. Cho nó loạn luôn. Hết tiền và bị bạo loạn. Thằng khỉ này. Thành này thì nó không tấn công được, nó phải vây. Thế là chưa sợ. Hai quân đoàn ở phía bắc. What the hell? Nó đánh bằng cách nào? Đây có tường thành cơ mà. Ờ, nó đánh bằng cách nào? Nó tấn công mình bằng cách nào? Ai già, lâu lắm rồi chúng ta mới được trận thủ thành. Ôi những cái thành chúng ta bựa quá. À, nó tấn công vào từ hướng này à?
có hai cái xe thang. Khỉ thật, không bắn, trời mưa không bắn được đạn lửa. Kệ chưa, kệ chúng nó chứ. Chỉ cần cho không cho chúng nó trèo được vào nhà là được rồi. Nó có mỗi hai cái xe thang và hai đội bộ binh thôi. Vào đây con. Cứ cho bộ binh nó trèo vào. Giết luôn tại cổng. All of you, on each flank and at the front. Look, chết gần hết rồi. Bộ binh nó chết gần hết. Còn lại toàn ngựa thì làm ăn gì? Liều à? Định liều ăn nhiều à? Liều ăn nhiều à? Đây là những trận đánh mà dùng đến trí tuệ các bạn ạ. Bởi vì là tại sao? Bởi vì là nếu như auto chúng ta thua đúng không? Armor Hot Archer, toàn đội kỵ binh xạ kỵ rất mạnh. Xạ kỵ bọc giáp này thì mạnh lắm. Vào đây tháp canh anh bắn cho thấm đòn luôn. Chọn hướng tấn công là hướng này à? Này chắc chắn một điều là nó hết giờ nó thua thôi. Ôi dồi ôi, chảy khét lẹt luôn. Đúng rồi, chúng nó cứ đứng ngoài đấy bị tháp canh nó ngã ra là chết. Còn đám bộ binh này trèo lên này, chuẩn bị lên nhá. Em này xuyên hò hét này. Lên thang à? À rồi, ngon. Kỵ binh nó bắt đầu bắn vào rồi kìa. Ăn luôn em ơi. Son of Godan. Giết chúng nó ngay tại tường, không cho chúng nó leo vào. Ồ, xạ kỵ ở ngoài nó bắn dã man thế nhỉ. Rồi, cho em để em hét lên phát là mất tinh thần chiến đấu của chúng nó luôn. Rồi, nó đỏ rồi. Tiêu diệt chúng nó luôn. Our general is under attack. Tướng à? Tướng không bị làm sao mà đánh được? Nó đánh không? Nó đâu có bộ binh nữa đâu, chỉ còn mấy con ngựa thôi mà. Giết lót đội bộ binh này của nó là xong. Cái nhỉ, tinh thần chiến đấu lì đấy. We'll kill them all.
mấy em này head ass hết nhở, đội nữ dân quân. Mà bắn kiểu này thì quân nó chết nhiều hơn quân mình chết mấy. Đội ngựa của nó xong rồi, rút ra, chuẩn bị rút ra. Chưa chết à? À tốt, phá cổng để chui vào kìa. Rồi rút ra. Cổng để chui vào, nó đã đốt cổng mình để chui vào đấy. Được cái trời mưa nên là cái hiệu quả của lửa nó cũng bị giảm đi. Nó không quan sát được nữa rồi. Không nhìn thấy gì nữa à? À, thì tháp canh mà anh bắn xuống nhau chết à? Từng con ngựa của chúng nó ngã xuống. Dám công thành của mình. À, đốt à? Không ăn thua. Đơn giản là nó không cháy được, nó chỉ bị hủy nhưng mà cũng không nhiều. Phần trăm thì còn lâu lắm các bạn. Liệu mày có đứng được sống được đến lúc đấy không hay bị tháp canh nó pha chết đấy. Tháp canh nó bắn cho ba tháp canh nó bắn mà. Sổi úi sổi úi sổi đi hết rồi. 3% đi một đội ngựa lên được 3%. Ơ, nó đứng tầm này tháp canh không bắn được à? Còn hai con ngựa thì làm ăn gì? Nó đứng gần quá tháp canh thì không bắn được. Đáng chết mấy con ngựa rồi. Chết sư cho mày đi. Chết. Rồi rút. Lén này. Ô. Lại vào đây lén tháp canh mình. Ô. Ủa. Lần này đông thế. Được đấy. Lén đi rồi xông vào. Nó chỉ có mỗi cái cổng này để nó vào thôi. Chặn đứng cái cổng này lại là chúng nó toi. Rất easy, chết từng đạo một. 15% cháy. Ôi giời ơi, còn lâu nhé. Chết hết, tháp canh nó rỉa chết dần. Xong. Rồi sao? Tiếp à? Ngon. 18%. Mà cố gắng chú ý thời gian nhé. Xem đội xạ kỵ của chúng mày còn mặc bao nhiêu đội. Nó toàn xạ kỵ này. Nhanh phết nhỉ, nhưng mà mới được có 12% hỏng thôi mà đã chết khá nhiều quân rồi.
Tam Canh vẫn bắn nhiệt tình, ngựa của nó vẫn cứ rụng liên tục. Ba mươi, 29, 27, 25, 24. Trời mưa nên hiệu quả của lửa không cao. 17. Mày chết. Ngu lắm con ạ, trời mưa. Hai thằng thì ném đến mùa mít à? Con chạy về. The men are wavering. Mất luôn à? Nhanh thế. Nào tiếp đội tiếp theo. An entire unit has perished. 37%. Sao nó còn được mấy đội ngựa nữa. Mình cũng có thể mở cổng thành cho nó đứng ở đây à. À nhưng mà cổng thành này nó không có dầu sôi. Vậy là cổng thành kiểu của La Mã mới có dầu sôi. Mới có 42% thì làm sao mà sập được. Mình thí mất mấy đơn vị quân rồi. Nó còn nhiều quân nữa đâu. Mấy cái thằng xạ kỵ chết gần hết rồi. Tháp Canh nó bắn dã man luôn thật. Nó đứng góc khuất để cái Tháp Canh mình không bắn được à? Mẹ để cho nó lém đến tít mồi cho nào. Chết thì thôi làm gì. Ôi ôi. Nhanh quá nhờ. This is a shameful display. Nó còn quân ở đâu. Hết hai đội. Vào đây con. Ôi giỏi rồi. Cháy được có 40% thôi. Ô còn một con ngựa mà vẫn không chạy này. Siêu thế. Tháp Canh mình vẫn bắn được. Tiếp, một đội nữa vào. 53%. Mình hết các đơn vị ném lao chuyên nghiệp rồi, chỉ toàn những đơn vị cầm kiếm ném lao thì không ăn thua. 10, 11. Chê tiếp. Một thằng nữa sắp dẹo. Tướng nó sắp dẹo rồi. General is dead. Đứng bờ thành là chết nhá. Nó đeo cái gì cho cái con ngựa nhỉ? Cái sừng à? 36. Hết rồi. Một còn 4 đội xạ kỵ nữa. Tướng mà chết thì bọn đấy cũng mất tinh thần hết mà. Xong rồi. Chưa thấy báo tướng nó chết nhỉ. Xong.
4 3 2 The enemy general is dead. Ai già, nó phá cũng gần lát cái cổng thành của mình đấy. Khói mù mịt. 16.3%. Xạ kỵ đi công thành. Thua. Rồi, thêm một thằng nữa dẻo. Rồi, tiếp đi, vào đây. Vào đây. Nó đem cái ngọn đuốc vào để nó đốt cổng thành của mình, nhưng mà nó lại đánh vào trời mưa nên là cái hiệu quả của ngọn đuốc nó giảm đi rất nhiều các bạn ạ. Rồi xong. Rồi, chiến thắng rồi. Chúng nó bỏ chạy hết rồi. Một chiến thắng rất là. Thế thôi mà, chủ yếu chống cái đội bộ binh của nó đổ vào trèo vào tường của mình thôi, còn những đơn vị khác không phải lo. Chết sạch đội xạ kỵ. Về lý thuyết nó có thể xuống ngựa và trèo vào thang vào cũng được, nhưng mà xạ kỵ mà xuống ngựa thì nó cũng chẳng còn là cái gì, nó trèo vào thì nó chết luôn. Chết sạch quân nhá con. À là còn vài thằng. Mày cũng giỏi đấy. À, đôi khi chúng ta phải có những trận đánh nó phải hơi khác biệt một chút, chứ lúc nào cũng là dàn quân đi đánh nhau cũng không hay. Mình cũng rất thích những trận đánh kiểu như này. Thực sự nó rất là sảng khoái. Những trận đánh mà đòi hỏi đầu óc chứ không cần đòi hỏi chân tay. Quan trọng nhất ở cái kỹ chiến thuật. Rồi, nó hết thành rồi, nó không còn thành nào nữa. Thua rồi. Đúng rồi, nó mất hết thành rồi nên nó buộc phải chiếm cái thành đấy của mình. Lý do là như vậy. Ô, con này đứng vào đây phát trị an của người tăng luôn này. Đi nhau. Ờ, thế thì cho quân đoàn này lên phương Bắc rồi. Quân đoàn của nhà vua. Bất ổn gia tăng ở hai vùng này. Tại lãnh thổ của nó thì đang bạo loạn khắp nơi này. Đấy. Nói chung là mình đang kích động bạo loạn ở khắp toàn bộ lãnh thổ của nó, nên là nó còn phải đang lo dẹp loạn còn chưa xong. Cái vùng này cũng sắp loạn rồi. Sắp có quân nổi dậy ở đây lên rồi. Chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ là rất thú vị ấy. Gì thật? Trả lưng là cái gì nữa rồi? Bây giờ cứ đưa quân lên đã. Chúng ta gây bất ổn kinh tế của nó như này thì gây bạo loạn, bất trị an của nó đang bị sụt giảm như thế này thì không sợ rồi. À, mình sẽ nên dò tìm xem lốt cái thằng anh còn lại là cái thằng nào để đồng minh với nó lốt đã. Để ở đây còn một nước Anh nữa mà. Đây này. Xứ quê. Vùng đấy là xứ quê. Chính ra không chiến tranh nhưng mà cứ cướp bóc để cho nó bạo loạn lên như này còn hay hơn là chiến tranh.
Chúng ta lại được cộng 15 từ thu nhập từ nông nghiệp và cộng 4 public order. Tốt quá nhỉ. Đây rồi. Đồng minh nốt với thằng này là chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ ở đảo Anh. Thanh niên này khá là thân thiện này. We have need of talk. Chơi I'm sure. Này. But we also need này. Good food, a warm fire and warm all praise to the god. I look forward to your wisdom. Khá dễ dàng. Come, my friend. Speak. Our merchants do not. Thanh niên này. Tình hình hay quá nhỉ. Thằng này nó giải quyết được hết cái khu này cả. Thác chia. Good and noble friend. What an honor. Liên tục có nổi loạn. Liệu nó có giữ nổi đất không? Thanh này của mình vẫn đủ quân. Các cái vùng đất của nó liên tục có nổi loạn. Vùng này lượt sau cũng có nổi loạn nữa này. Mình không chiến tranh nhưng mà mình dùng cái chính sách kiểu này mới là đau đầu với chúng nó đấy. Nó thì cũng không dám tuyên chiến tranh với mình. Bởi vì là... không cần xây cái công trình này tăng được nhiều tiền hơn. Cái này tiền xây nhà xây bán đá này. Kinh tế khá thế nhỉ? Kinh tế của mình rất khá. Thế còn thằng dẹo này ở đây như nào? Nó thống nhất với thằng này à? Thằng này còn một cái dẻo đất con đây sợ gì? Giết luôn. À nhưng mà chúng ta không nên tuyên chiến. Thằng này chiến tranh với Parkia. Và thằng này. May Hermes bless us both with skillful tongues that we may speak our parts well. Sao nó không chịu nhỉ? Come, my friend, speak. We are men of words, and so serve our peoples with honor. Thì thằng này nó liên minh phòng thủ với thằng này. Đề nghị qua thằng này xem sao. My friend, you honor this place with your arrival. We must stand alone. Our armies, I find, exist more in the treasurer's accounts. Weaker? Mình nghĩ là nó sẽ rút quân về, nó không dám đứng ở đây đâu. Nó còn vài thằng quân đấy thì nó làm sao dám đứng quân đấy được. Nó sẽ rút về đây. Chắc là nó tấn công vào đây. Kệ việc của mấy thằng Trung Đông, kệ mấy thằng Trung Đông. Dù sao thì nó cũng đã sát nhập lãnh thổ rồi. Chúng ta cứ điều động lực lượng á. Cướp bóc cho cái thằng Sứ Vô kia nó nát luôn. Cho một quân đoàn lên cái thành phùng cuối cùng kiểm soát đóng nhỉ. Cái cảng mà chúng ta kiểm soát được giờ thống nhất các cái tộc Đức. Gửi thứ đen này. Mấy thằng này bựa nhỉ, dám gửi thứ đen mình.
À, chúng ta phải nâng cấp cái nhánh xây dựng lên đã. Để nâng cấp nhà cửa lên. Nhánh xây dựng này. Lương thực thì ổn. Sắp có nổi loạn đây. À, đây có nổi loạn rồi mà nhỉ? Mình chưa thấy loạn ở chỗ nào. Sao đây cho anh? Quân đoàn của nhà vua đóng ở đây. Tiếp tục rút cái thằng anh còn lại đấy. Good and noble friend, what an honor you do us. Come, speak so that the spirits can hear your words. I fear our ancestors. Mình hết mất tiền. Nửa sau là đồng minh phòng, liên minh phòng thủ và đồng minh quân sự thì nó đã là xong. Đâu? Britain đây. Aquinta là tỉnh này. Chúng ta phải kiểm soát được 80 settlement cả. Ray và Stack 35 settlement. Hiện tại chúng ta có 1 á. Vãi. Chúng ta cần kiểm soát cái vùng dưới này thôi. Và vùng này nữa. Nó bắt mình phải Ray và Sex Settlement à. Ready for orders. Thirsty for battle. Quán thai bỏ lọ nhỉ. Toàn bắt những cái nhiệm vụ quái quăm. Bổ sung một quân đoàn nữa ra đây. Từ đã, xuống dưới này mua mấy cái thằng cung thủ. Trung thành của các phe nè. Sáu mươi bốn phần trăm. Có thể lấy chồng à? Đây, tăng cái điểm ngoại giao với thằng này lên cho anh. Trừ 2 thì không sợ. Kingdom. Chuyển sang Empire là hay nhất nhỉ? Cần 65 ảnh hưởng. Trừ 30 public order và trừ 30 trung thành trong 3 lượt. Ai xá, từ từ nhá. Không được đâu. Lằng hoàng là vỡ mồm ấy.
Kathagi đã chiếm được đến đây rồi cả. À tốt, liên minh của chúng ta tiến mạnh thật, đánh đến tận đây rồi. Hy vọng là liên minh này đủ mạnh. Giải phóng châu Phi cho anh. Tình hình căng đến như thế này rồi, hơn 1.000 điểm ngoại giao, trừ hơn 1.000 điểm nhưng mà nó vẫn chưa dám chiến tranh với chúng ta. Bây giờ có thể gọi là nói với mình bây giờ là huyết hải thâm thù ấy, nhưng mà nó vẫn chưa dám đánh nhau với mình. Rồi, quân nổi loạn khắp nơi. Chỗ nào cũng có nổi loạn. Khổ thân thằng bé, suốt ngày phải lo nổi loạn. Rồi, hôm nay vừa bị cướp bóc. Sắp lại có nổi loạn tiếp. My friend, be welcome. You have an honest tongue, and so I reject your offer. Thằng này... Ây xa. Greetings, honored guest. I sir. Tình hình ở đây nó rất là nguy hiểm. Có vẻ như chiến tranh đang loạn lạc giữa các phe liên tục. Nó nhiệm vụ nó bắt mình phải đi raid hoặc stack các settlement, là có nghĩa là phải cướp bóc. Có nghĩa là mình sẽ không chiến tranh để chiếm đất vội mà mình sẽ phải cướp bóc liên tục rồi. Nghe có vẻ nó hơi cái gì đó không được hay lắm nhỉ. Cộng điểm ngoại giao này. Nâng cấp nhà cửa. Mình nghĩ là mình phải nâng cấp cái công trình thực trước. Quái quăm nhỉ, bắt mình bao nhiêu? 37. Kiểm soát 80 settlement mà bây giờ mình mới có 37. Nó không tính là đồng minh à? Chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta phải kiểm soát được 6 vùng này, còn bản thân chúng ta phải kiểm soát được 80 vùng cả. Ray hoặc sách 35 settlement. Ồ, chiến dịch này còn đau đầu ấy. Thế là chúng ta bắt buộc phải đi chiếm đất rồi. Nổi loạn ở khắp nơi à? Đủ lực lượng để đánh nhau chưa nhỉ? Cái gì? Cộng 2 public order. Trừ 20 thu nhập từ các lô lệ.
Mình tất tiết là mình không xây các công trình phát triển kia nhờ nô lệ. Nên là mình không sợ. I am to your duty, my warriors. I live to serve my people. Mua được mấy thằng Berserker. Nhà lính chưa lân được. Mấy thằng Athen đứng ở đây không dám đánh à? Chán nhỉ? Đứng ở đấy mà không dám đánh à? Sit friend and let us talk. You have an honest... Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Hi, hi. You speak from deep wisdom, although the offer is but shallow. I cannot agree. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor us with these terms. Lần sau mình sẽ đề nghị nó làm đồng minh quân sự nữa là ô. Oh, father, be brave. How can I help? Giáp xong hết sạch tiền rồi. Vãi thế nhỉ? Ta phải cướp bóc à? Mình sẽ chiếm hết cái vùng đất này đã. Sau đó mình tiến sang bên kia và mình cướp bóc toàn bộ lãnh thổ của nó. Mà rất có thể là chúng nó lại ám sát mất vài đơn vị quân của mình. Nên là chưa biết làm thế nào. Vùng này chắc chắn là vẫn tiếp tục bạo loạn. Nhưng mà đội quân nổi loạn ở đâu nhỉ? I am ready. March. Đến nhà người ta để cướp bóc này nữa. Quân đoàn của nhà vua đứng ở đây và cướp bóc rồi. Cho nó bạo loạn lên xem nào. Mình đã còn một quân đoàn nữa đang cử xuống đây để mua mấy thằng cung thủ nữa rồi. Xong mà đây à, còn mỗi cái thành này nữa à, sắc chết lốt bây giờ. Giải quyết được chỗ này xong. Welcome friend, welcome.
Come. The gods rightly wish us to show humility. Vội vàng chiến tranh bây giờ thì có thể gặp nguy hiểm đấy. Chiếm 80 tỉnh đấy. Thế có mà mình phải chiếm hết toàn bộ vùng Pháp và Tây Ban Nha thì cũng đủ mất. Mà không tính là đồng minh quân sự. Mình sẽ không tham gia cuộc chiến này. Cứ để cho chúng nó nổi loạn lên. Tuần sau sẽ bắt đầu đánh tấn công đồng loạt tất cả các thành trì ở đó. Trung thành là một cách rất đơn giản, chỉ việc dùng tiền thôi. Nền chính trị rổ thịt. Tuần sau là mình sẽ bắt đầu phải tấn công rồi, không thể đu dây mãi được. Tham gia phòng thủ cùng nó. No. Tốt rồi. Chúng ta đã kích động thành công một cái vùng nó nổi loạn lên rồi. Mình nghĩ là mình sẽ thống nhất cái tộc Đức đấy. Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear kindly. A man is judged by his friends. This is not the time for such an agreement. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know truth. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor us with these terms. Chính sách kích động bạo loạn của mình đã thành công rồi. Đến vùng này, tiếp tục đến vùng này sẽ có bạo loạn. Mình sẽ không cướp bóc ở cái thằng này nữa. Xuống đây thôi. Cho nó bạo loạn hết cả lên. Đứng xa ra một chút. Để nếu có quân nổi loạn nó lên thì nó cũng không bị ảnh hưởng. Kinh à, bọn này phản công lại à.
Chưa mua được quân. Xong. Quân đoàn của Đức, quân đoàn của phe khác. Thống nhất bằng ngoại giao các tộc Đức thì cho nó rực rỡ. Dùng quân sự thì nó đơn giản quá. Thế là chia sẻ với anh em thì nó phải nó có cái gì đó đặc biệt. Chứ còn đánh nhau quân sự thì mình sẽ dùng ngoại giao để thống nhất hết các tộc Đức. Giao để thống nhất các tộc Đức. Mình đã thống nhất được hai tộc Đức nhiều ngoại giao rồi. Chắc lượt sau đi. Lượt sau chúng ta sẽ thống nhất được. Chủng này sắp loạn nơi. Mình cướp bóc như này mà nó cũng không dám đánh mình. Khổ thân thằng bé thế. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp cái vựa lúa mì lên nữa chứ nhỉ. Đây đã. Những cái này trước này. Cái này lên rồi. Cái này lên rồi thì tốt. Ủa phách này. Ủa Managa. Của thần lãnh thổ bị cướp bóc tàn phá liên tục. Này thì sống làm sao được. Thanh niên này. Welcome, worthy friend. Chưa chịu. You speak from deep wisdom, although the offer is but shallow. I cannot agree. Trừ 24 điểm. Welcome, worthy friend. Our gods whisper to me. You speak well, but I fear the spirits do not approve. I cannot go against such portents. Dùng giải pháp quân sự để thống nhất cái vùng này quá đơn giản. Ta muốn dùng loại giải pháp ngoại giao. Nhưng mà nếu mình đưa hết quân sang phía bên kia cũng hơi dở nhỉ. Chúng ta cũng phải để lại một hoặc hai quân đoàn phía đông này để đề phòng chứ. Như trường hợp vừa rồi khi quân địch mà nó phá được phòng tuyến. Cộng 10 tốc độ nghiên cứu. Hay là thêm một nữ tướng.
tướng thì mình đâu có thiếu. Oh, Father, be praised. How can I help? What would you have of me? I am thirsty for battle. I live to serve my people. Chiến tranh đi. Mệt quá. I am ready. Nhưng mà cái thằng này nó chiến tranh với ai nhỉ? Đề nghị thông qua thằng này đi. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Chịu ngay, tức. Yes, your words show wisdom beyond your years. I knew your people to be honorable. Nhiệm vụ của mình là cái gì nhỉ? Phải cướp bóc à? Cướp bóc bao nhiêu thành của nó cơ? Cướp bóc này. Rút về xong rồi lượt sau lại sang cướp tiếp à? Đúng không nhỉ? Đấy là cướp hay là... À đúng rồi. Hai, bây giờ mới cướp được hai thành. Chúng ta sẽ cướp tiếp. Nhưng thành này chúng ta sẽ không cướp và chiếm. Bởi vì đây nó nằm ở... Nằm cho ở cái vùng này của mình. Cướp mỏi tay cho nó luôn. Ở đây thì nó có một đạo quân thôi. Chỗ này thì... có 11 quân phòng thủ. Chắc là cũng không ăn được. Cướp phát cho anh. Cướp đã. Kiếm cái vùng nào đấy để cướp chứ nhỉ. Đánh tiếp. Ready for battle. Sword and shield to my people. Can I fit now? 3 vùng rồi đúng không? Rồi. Nó bắt mình cướp bao nhiêu? 35 vùng. Vãi cả trưởng. Thế mình phải đi ăn cướp liên tục à? Không chiếm nhưng ăn cướp. Chưa chiếm cũng không cướp đã. For the tribe. Oh, Father, be praised. Nước quân về nước. Cướp liên tục. For the tribe. Bốn vùng. Nhiệm vụ hoái măng nhỉ? Lại còn chiếm 80 tỉnh nữa cơ. Quái quỷ thật, sao nó lại có cái nhiệm vụ? Đáng nhẽ là mình trước khi mình chiếm mình phải cướp một phát rồi mới chiếm à? Chắc là phải vậy rồi. Nhiệm vụ hơi quá quái thai nhỉ? Trừ một chị An, từ từ nâng, không nâng cái này vội. Ồ, cướp được nhiều tiền thế. Má hồ xây nhà. Thanh niên này à. You honor us. You speak from deep. Phải như thế nào nó mới chịu join mình? Chắc phải khá nhiều tiền đấy. Thôi được rồi, để sau mình cướp thêm ít tiền nữa xong mình lại join nó tiếp xem được. Ambush. As you request. Chiếm hết cái vùng đất này cho bọn Đức này nó loạn lên đã. À cho bọn Sugo nó loạn á. Đất đai của nó mình cứ sang mình cướp bóc lại rút về, cướp bóc lại rút về. Cho nó loạn là nhiệm vụ hoàn thành của mình cái tận những tận 30. Ăn thôi.
Nó đâm quân phết đấy nhở. Quay xa đánh chết sứ nó luôn. Quá strong quá, hơi khó ăn rồi. Lại tiến về hướng kia vào. Melee warriors! Cái đội này có 80 con đứa rồi. Sons of Woden. Son of Woden. Battle group awaiting your lord! Battle group awaiting your lord! Battle group ready! Vào đi cưng! Any of you who desert their post shall face my wrath! And believe me, you would not like me when I... Nó có 3 đội Warstrom, khá mạnh. Nhau với ba đội Warstrom này thì chắc là mình phải đây mình sẽ phải sử dụng đến cái giải pháp khác, đó là dùng cái đội này chắc phải tấn công đột kích từ đằng sau lưng vào chúng ta được. Bọn này nữa ra đây ném từ đằng sau lưng vào mới ăn được. Mấy con ngựa của nó thì không sợ. Chết như ngả dạ luôn. Chuẩn bị là móc lốp cho nó từ đằng này, cho nó áp sát đã. Xem tích qua lốp thì mình cũng sợ này. Warstrom vẫn đứng ở ngoài. Missiles ready. Mấy cái đội Warstrom nó chưa vào. Đội này đặc điểm của nó là đánh sốc chứ không phải là đánh trận chiến, đánh cù nhây. Nên chúng ta sẽ phải tính Strong đấy, tiêu diệt đấy trước. Đúng rồi, ném bớt chúng nó chết đi đấy. Rồi, ném tạt sườn mới ăn thua được. Ném trước mặt như vậy thì bọn này nó không đánh được. Ôi, không ăn được nó rồi.
One of our units has used all its ammunition. Understood! Germanic youth! Okay, no, 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 no. Come on. Chỗ này nó không cùng ngay được, nó chỉ đánh sốc thôi. Rồi, chúng nó chết rồi. The men are wavering. See? We are the Dark Forest! Fire on blues! Spears! Charge! Battle ready! Battle ready and eager! Our men flee the field of battle! This is a shameful display. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ném vào lưng của cái bọn Stormmaster. Nào, ném tên khi đun vào lưng của chúng nó thì mới ăn được. Warriors eager for blood. Spearmen ready for battle. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Thêm một đơn vị của chúng ta bỏ chạy. Đơn vị nào? Phòng tuyến ở đây à? Hơi khó một chút để vậy nhỉ? One of our units has used all its ammunition. Đấy, hết chưa luôn rồi kìa. Đều chết phát rồi này. Ừ đó, bọn này còn có ít quá. Chờ tướng vào đã. Tướng cũng còn nhiều đâu. Phòng thủ cận chiến rất cao, vẫn ăn được. Nữ tân quân, ai giả ơi. Ê, quái nào mà giết mãi không chết mấy thằng ném lao này. Ôi, phòng tuyến chỗ này sắp thủng rồi. Tướng mà nó thì vẫn còn rất là mạnh. Chọc thủ phòng tuyến thế này đã. Tiếng thét xung trận. Our men flee the field of battle. Thét đấy sao? Shameful display. Đúng rồi, thét như này thì may ra. Germanic tribesmen. Ơ kìa, thằng này đánh kiểu quỷ thì mà mãi chưa biết được cái thằng này đây. Tiếng thét xung trận. Germanic youth. Hay quá, chúng nó đang mất tinh thần ở đây rồi. They will bleed for us. A unit is running from the battlefield. Chạy ra đây đi em ơi. Tribesmen. Trận chiến này thú vị thật. Con này chỉ gì mà mấy thằng cởi chân ném lao mà đánh nhau với tướng gì này. Nào, quen đi một phát nữa. Kiểu frenzy đúng không? Scramble
giết được tướng của nó trước thì mới ra, còn nếu không thì trận này thua. Nó còn có mấy thằng này mà nó không thua vãi nhở. Germanic tribesmen, a unit is running from the battlefield. Nó còn lì vậy, mình có những đơn vị quân lì phết đấy. Xong rồi. Our men flee the field of battle. This is a shameful. Cũng được đấy. Có những trận đánh rất thú vị. Rồi thua trận này rồi, chúng ta lại cho quân kia lên tái chiến lại thôi, nhưng mà vui. Our men flee the field of battle. This is a shameful. Chúng ta muốn chiếm các cái vùng này, mình chiếm từ lâu rồi. Mình muốn thử thêm vào các cái ai. Vấn đề xem nó đánh giống kiểu gì. Mà đánh kiểu này ai là không là cái bên này cũng lì nhỉ. Đánh đến cùng. Cái bên này cũng màu xanh cả. One of our units has used all its ammunition. Now I'm trying to run it. Form a screen with your shields! Beam ready! No! Mà tướng của nó lì lắm, không ăn được rồi. Good work, men! Keep it up! Speed làm sao để không kiếm giờ? Đây nó còn đồ Vastrom đây nữa. Phải thế nó mới vui. Xong mình chiếm xong cái vùng này thì à... Wow, cướp bóc cái vùng bên kia ấy. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Wow, nó cũng tàn tạ. Rồi. Mấy thằng speed mình chém cũng nhiều ấy nhỉ. Rasaspi. Nếu nó không có mấy thằng Warstorm thì chắc là mình đánh ăn được. Tướng nó giết chết nguyên đội tướng, nó giết được hơn 300 thằng của mình, vãi trưởng. Rồi chiếm xong nó chạy mất dép luôn này. À, dám cử quân tấn công anh á, mày liều. Không cần quân tiếp viện, được mấy thằng quân mà dám đánh anh. Liều ghê nhỉ. Đây à. Thành niên này thích hổ báo. Ô, cái thành này
Nhìn lạ ghê nhỉ. Cái này thì phòng thủ kiểu gì? À, nó chỉ có một cái lối vào này, mới lối vào sau lưng thôi mà. Được, nào. Sword Masters. Battle group ready. Đơn giản. Group and ready. Battle ready. Berserker sẽ đứng ở đằng đây. Battle group awaiting your words. Đội này sẽ đứng ở đây. Battle group ready. Group awaiting. Pháo thì lã cho nó vỡ đầu ra. Rồi. Give them fire. Lên đây. À, mà tại sao mình lại phòng thủ nhỉ? À mà mình thủ thành phải phòng thủ chứ. Xông thẳng lên mình đánh đập cho nó dẹo luôn. Lùa luôn mấy thằng tầm xa nó cho đỡ mất việc. Nó có đội ngựa gì đấy? Đội này mình không biết này. Our hidden units have been discovered. Rắn ma cái con ngựa củi. Chạy lên dốc thì ăn thua gì. Chạy lên dốc mới mất đà đã xong. Chết đấy. Heavy horse. Phòng thủ cận chiến của Soul Master nó thuộc dạng cực cao đấy. Mấy con ngựa đã xong. Mình và nó đang xông vào này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Vào đây con. Để xem người Đức và người Pháp ai mạnh hơn nhá. Được cái binh của mình thôi. Xử lý ngay mấy thằng tầm xa nó đó. Nó nghĩ thế nào mà nó tấn công mình nhỉ? Ôi bật suy vô lên thì phòng thủ cận chiến nó còn cao nữa. Xong rồi. Berserker rồi. Okay.
cho một đội quỷ đá đứng đây, nhưng vẫn nhớ phải kèm cho một đội speed để bảo vệ hồn vãi trưởng nhỉ. Hồn thế thì bao giờ mới chết được. Chúng mày khôn thế thì bao giờ mới chết được. One of our units has gone berserk. À, điên cuồng chém giết à? Đúng rồi. Đức là phải điên cuồng chém giết. Đúng rồi. Đó. Áp sát cho nó lại, không để Berserker bị tấn công. Vẫn tấn công được cả. Tiến xuống đi. Tiến xuống. Berserker nữa. Tiến xuống. One of our units has gone berserk. Rồi, cái điên cuồng chém giết lên. Tôi bắn đá dừng phát à? Nobu Rider, Son of Godan. The battle is turning in our favor. Mày này. Tiện bà tông luôn bọn này. Rồi. Soulmaster vẫn chịu đòn tốt nhỉ. Rồi, đội này. Kill. Longbow Hunter. Tàn sát hết. Láo thật sự dám tấn công mình. Không nhìn thấy đội Berserker của anh. Ủa, 280 thằng. Một đội Berserker của mình vừa giết được 280 thằng. Tướng nó cấp cao, nó tưởng là nó ăn được. À, tưởng cấp cao mà ăn được. Cướp bóc rồi sau đó mình khôi phục cái vùng này lên. Cho cái thằng gì ở đây lên nhỉ? Tưởng với chú thế nào?
Vùng này cướp rồi, bây giờ chiến thôi. Mình khôi phục nó lên đã, xong đầu tí nữa thì mình sẽ join confession nó cho nó xong. Còn vài cái thằng tàn quân này. Nhiễu. Cướp phát đã. À thôi, đây là vùng đất của mình. Xong. Có thanh niên đứng trên cao sau sáu rừng kia này. À, đây là quân của phe khác mà nó đánh trắng trận như này, nó sẽ tăng cái điểm trung thành lên đấy. Áp giáp cho nó đã. Thanh niên này được khôi phục lên thì à. We have need of talk. The gods will reach. Chúng ta đã có thêm một đối tác chiến lược nữa rồi. Good and noble friend, what an honor you do us. Yes. Đương nhiên là nó chịu. Welcome, worthy. Well met, friend. Sit and. Này chúng ta chưa đồng minh được này. Sit friend and let us talk. Mình and let us have nó. Good wine until we can talk no more. Rồi chúng ta đã kiểu yes. xong nhiệm vụ ở trên đảo anh rồi. Bây giờ Britain đã xong rồi. Chúng ta còn hai vùng này nữa thôi. Vùng này và vùng này. À, chúng nó thống nhất các bộ tộc Đức rồi, à, bộ tộc Pháp rồi, thành một cái lãnh thổ ở đây rồi. Nó thống nhất lãnh thổ à? Nó thống nhất lãnh thổ. Thằng này nó chiến tranh với ai mà nó vác quân ra đây nhỉ? Ilian Hoplitter. Xem nào. Nó chiến tranh với ai đó. I am ready. Mình sẽ sang mình cướp bóc xem vùng mấy này. Nhiệm vụ mình mới được có 4 vùng như này, mà tận 35 vùng thì đến bao giờ? Cướp hai lần nó có tính là làm được cướp nhỉ? Xem nào. Không được, nó chỉ tính một thành được tính một lần thôi. Lấy đâu ra gần đấy thành bây giờ để cho mình cướp nhỉ? Càng điện ghê. Nó kiếm đâu ra gần đấy thành để cho mình cướp bây giờ. Thôi khỏi. Vấn đề ngoại giao tạm ổn. Thằng này nó phản công nó đánh lại cũng ác nhỉ. Nhưng mà nó kẻ thù tất cả mọi nơi này thì nó cũng chết rồi. Parthia thì còn mỗi một cái dẻo đất này bị thằng nào ở dưới này nó đánh kinh ấy.
kệ cái bọn Trung Đông này. Chúng ta có quân đoàn đóng đây là được à? Là phòng thủ được ạ. Trên này chúng ta đóng thêm một quân đoàn đây nữa. Chờ nói là múa quân. Ai có xe bắn đá rồi này. Cái gì đấy? Có một thanh niên lên cấp. Thêm một quân đoàn nữa. To travel is to be free. Come, sit, share my fire. Một đội cung nữa rồi sang đây. Các nhà. Nhiệm vụ mình phải cướp bóc mới đâu. Cướp bóc tận những 35 thành. Cướp bóc sau đó lại chiếm đóng. Nước Anh thì nó là đồng minh rồi. Ký hiệp ước quốc xâm phạm lẫn nhau. Được. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thì cũng được. Tế của mình đang gia tăng cũng khá rồi, tăng 10 điểm ngoại giao. Thirsty for battle. Giảm 10 trung thành à? Nhưng mà trung thành của chúng nó cao lắm, không sợ. 64 điểm ảnh hưởng. Warriors all. Of course. Đây là một quân đoàn của phe khác. Chúng ta sẽ thành lập thêm các quân đoàn khác. Kinh tế của chúng ta đủ mạnh để có thể có thêm các quân đoàn nữa. Đây rồi. Chưa thể thuyết phục được mấy thằng này nó join confession với mình. Sit, friend, and let us talk. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. Our gods whisper to me that I must reject your offer, worthy though it was, and hope for something more. Come, sit, share my fire. Let them go before us. Nó không tính cho chúng ta là tấn công một thành chỉ được tính một lần thôi. Nên là chúng ta buộc phải tấn công thôi. Chỉ cướp được một lần, sau đó thì cướp một lần. Sau đó phải chiếm. Trời mưa. Này không có gì phải nghĩ, xông thẳng lên. Stay as you are. Warriors ready. Stay as you are. Battle group ready and awaiting orders. Warriors grouped. Chúng ta có đội kỵ binh cực mạnh. Tiến lên nào anh em. Sword masters, run, pursue. Sao mà phải xoắn được nó? Đúng rồi. Giá cho nó tan nát luôn. Người Đức mà lại chơi phòng thủ nó nghe nó có vẻ hơi không hợp phong cách lắm nhỉ. Đức ta phải chơi tấn công. Missiles are taking targets.
xa vào. Tập cơ bọn xa ra. Sons of Odin. Son of Odin. Đức là không thể chơi phòng thủ được, phải chơi tấn công. Úi dồi, tấn công cận chiến này, phòng thủ cận chiến 137, cái chuyện đó còn ăn thắng hóa. Berserker. À, đội cung của nó đây à? Có đường nào vòng vào đây nhỉ? Đây, vinh rồi. Ballista. Bắn vào đây cho anh. À. One of our units has gone berserk. Rồi, điên cuồng chém giết, đúng rồi, điên cuồng chém giết đấy. Tên chết à? Cung thủ rồi, bắn nhanh này. Soul Master, anh em mấy thằng Berserker khỏe đấy. Giết tướng nó. Germanic warriors. Missand awaiting targets. Berserkers. Missile infantry. Thế quái nào mà mấy thằng Slinger mà nó lý này. Quỷ giá này mà lì thế nhở? Mày lì này. Thế là rank cao. Thế thôi à? Thế thôi à? Cho mấy anh Berserker ấy chém. Thích xông lên ấy. Tướng là tướng cấp cao lắm. Thế là đánh cũng hơi vất. Vùng này văn hóa Germanic cao nhỉ? Thành này nữa. Tấn công luôn. Kiểm soát luôn cái vùng này. Mày láo nha. Láo thì phải chết. Trời mưa. Sương mù.
Nắng giáo. Lại cái cổng này à? Berserkers. Không nên cho mấy thằng Berserker nó đi cái thang này. Run! Để mấy thằng Battle group awaiting your word. Warstorm. Nếu mình không nhầm chỉ có hai thằng leo thang được vào thôi. Còn lại thì đứng ngắm cảnh hết. Battle group ready. Còn lại thì đứng ngắm cảnh. And awaiting orders. Cho mấy khẩu pháo đứng đây. Lại chéo xuống cho nó. Soul Master quá chất luôn. Nếu thực ra chơi nguyên Soul Master cũng được. Chẳng qua là cho mấy anh Berserker vào để cho nó có một cái chút gì đó nó đột biến, nó vui vui như thế. Còn Soul Master là quá mạnh, công thủ toàn diện. À, đội này mạnh với cung. Bởi vì là nó mang thằng spy trong quân đoàn, nó được tầm bắn của nó 181, đam của nó tận 8. Bắn tên kiểu này là chết vài thằng đằng sau luôn. Sword Masters. Xem tầm bắn của nó đến đâu ạ. Bắt đầu cho xe bắn đá lên ạ. Lên nào anh em. Son of Golden. Vớ vẩn là tầm bắn của mình tới như nó này. Soul Master. Soul Master thì nó rất mạnh về quân đoàn này, thì nó không boost cho bọn này nhiều mà boost cho lính quân nhiều hơn. Đấy. Vẫn đạt tầm bắn được nó luôn này. Bắn được luôn rồi này. Đấy. Bắn tên vào thành luôn này. Đúng rồi, tầm bắn nó xa lắm này. Tầm bắn của cung thủ rất xa, 81 rồi mà, 181 mét. Bọn đứa đằng sau chết hoàn nhiều phết. À, cho bắn đam xuyên sát. The enemy's tower has been destroyed. Cho bắn đam xuyên giáp rồi nó chết. The battle is turning in our favor. Này cho hết đội cung bắn hết thì chắc là chúng nó cũng dẹo. Viên đạn lửa nó rơi đây, chúng chết cả bọn này. Đang xuyên giáp mạnh lắm. Ui, phải chưa? Ui, đang xuyên giáp mạnh thật. Không đứng nổi trên này nữa rồi. Úi dồi ôi. Nhưng mà Kaiten Archer của khác, nó công thành, nó bắn mà cứ như là bắn trên đồng bằng. Chính xác, công thành nên dùng các cái đơn vị quân mà có hỗ trợ cho cung thủ thì hay hơn nhỉ. Bởi vì khi đó chúng ta sẽ không phải tốn quá nhiều quân khi... Help me. Ở đấy mà help me.
tôi bắn. Đây đây. At speed, commander. Quick march. Qua cái tháp canh này nữa thì chúng nó dẹo hẳn luôn. Cho nó dẹo luôn. Đúng rồi. Berserker. Ôi giả, ôi giả. Sao nào bắn tên tới đây. The enemy's tower has been destroyed. Lạ nhỉ. Đây à? Skimister mà làm sao nó bắn tới được? Loose. Vô lý. Swordmasters, who do we honor? Warriors of Germania. Ơ, có thể leo được hai cái thang liền này. À, thế này có thể leo được 3 cái thang đấy chứ, thêm một cái nữa mà. Tôi chả cần 2 cái là đủ rồi. Missiles ready and waiting. Đội phòng thủ của chúng ta cứ về về ngoan. Cứ từ từ mà ăn. Đội cùng mình đủ mạnh. Đi đây. À mấy thằng Slinger này à? Ra đây à? Thích chết à? Thôi dừng, cẩn thận, bắn chết con mình. Nó khỉ thật, mấy thằng Slinger này nó bị điên à? Xin ra ngoài này. Tấn công cho anh. Bắn đạn thường thôi, không cần xuyên giáp nữa. À. Vào, anh em đâu vào. Bắn vào đằng sau này. Bắn nhau với Soul Master, anh làm sao được. Soul Master. Ai xa. Lớp 2 đây nói anh em. Centric Warriors. Người Đức và người Pháp. Cuộc chiến giữa người Đức và người Pháp. Người Ý đã xong rồi, bây giờ chỉ còn người Pháp. Còn người Tây Ban Nha nữa. Son of Gordon. Rồi, bọn cùng. Tiến vào đã.
cool, which one are we hunger for blood and battle. Nó có tướng ở trong thành. Our hidden units have been discovered. Xong rồi. Tướng của nó chắc chắn ở trong thành. Đừng cung thủ vào tường nữa. Từ từ không vội tấn công. Đưa cung thủ lên đây. Không phải đơn gì để trèo tường cả. Đi thẳng vào đây. We have captured the gates. Advance at speed by your command. Dựa vào. Rồi, Sword Master lên. Berserker lên luôn. Chi? Bán làm sao mà trứng được nhỉ? Chúng nó bỏ chạy hết rồi. Thành nó toàn thắp canh à, pha xe bắn đá ở các góc kia. Bắn cháy 50% rồi này. Gớm thật. Sáu ba phần trăm này. Giỏi phết nhỉ. Còn có mấy viên đạn chắc không kịp bắn rồi. Tháp canh nó bắn. Tháp canh nó bắn. Hết đạn rồi, chắc không sập được. One of our units has used all its ammunition. Không sập được. Chiếm đã, chiếm tháp canh đã. Warriors of Germania. Cơ của Đức đang được kéo lên rồi. Thập tướng nó chắc ở trong này. Thập tướng của nó chắc ở trong này. We have captured a tower. We serve Germany. Và chúng ta đã kiểm soát được cái tháp canh đó. Berserker kiểm soát nốt tháp canh này đây. Ôi, cái thanh này nếu mà chơi phòng thủ này, nó lùi hết vào đây này. Ngoài này không thủ được, nó lùi về đây. Phòng thủ ở đây một lớp này. Đấy, nó cho cung thủ đứng trên nó bắn cho thì to đầu. Lớp thứ hai nữa. Đây, nếu mà lớp ngoài không thủ được thì tiếp lớp thứ hai phòng thủ. Bắn cho to đầu cho nó luôn. Put down the shield wall! Get out!
này nó toàn thờ thần Kodan. Xong rồi. Thêm một chiến thắng và chỉ có 75 đồng chí hy sinh. Một tổn thất cực nhẹ trong một trận công thành. Mày chết. Chiếm. À, quên mất, phải cướp đấy chứ nhở. Quên mất rồi. Cái này thì bao giờ mới hoàn thành được nhiệm vụ chứ. Wow. Ở đây mua được xe bắn đá xịn này. Kệ nó. Văn hóa giác văn đích ở vùng này khá cao. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.